Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar nhé. À, hôm nay bên em về uh, pin mặt trời có công suất 150w. Đây. <laughs> vừa giữ xuống 3, 4 3 led luôn. Các bạn nhìn. Đấy. Giữ 3 led ra để xếp này cho nó gọn. Đấy. Còn đằng này pin 200w thì còn ít nữa là hết. đấy Còn vừa về 200 tấm pin uh, 150w nhé. Đấy, thì bây giờ giới thiệu đến các bác cái tấm 150w này và đồng thời là báo giá luôn. Đấy, bởi vì là cái uh, giá kịch kim rồi, kịch đáy luôn rồi. Đấy, mà bán theo cái giá combo cho anh em thì quá tuyệt vời luôn. Thì em sẽ báo giá luôn. Đấy, khi anh em mà mua với uh, cả một cái sạc này. Đây, em sẽ lấy cái sạc nha để cho anh em xem. Sạc này thì uh, anh em rất là quen thuộc rồi, sạc số ơ. Sạc số ơ đây nhá. Đây, nhìn. Anh em nhìn nhá. Đấy, sạc su ơ này, PVKM này à, Với cái sạc này thì nó dùng rất là hợp với cả những cái hệ 12V Đấy, Anh em mà uh, có bình quy rồi ấy, Bình uh, 50, 70 Hoặc bình 100 Bình 100 thì nó nạp hơi lâu đầy thì thôi Còn lại thì anh em có bình từ 70 trở xuống Anh em dùng tấm 150 là rất là đẹp Đấy. Thì ở đây uh, bác nào mà muốn sạc điện thoại Thì nó có cái sạc điện thoại luôn này. Đấy, Các bác sẽ cắm dây sạc điện thoại vào để sạc Sạc này có công suất là 30A nhé Đấy Sạc 30A Đấu nối thì rất đơn giản thôi Các bác sẽ đấu bình ác quy vào trước Vào hai cổng ở giữa này. Về các, các bác nạy cái nắp này lên Nạy cái nắp này lên nó có cái ký hiệu này Đấy bình ác quy Có cực âm cực dương Bên này là có tấm pin mặt trời Đấu đúng âm dương nhé Đấy sau đó các bác sẽ kết nối bình ác quy vào cái sạc này trước Sau đó các bác sẽ đấu năng lượng mặt trời vào sau Đấy như vậy là các bác đã sử dụng điện 12V miễn phí rồi. Các bác cứ lấy điện từ bình ắc quy lên các bác dùng thôi. À, bác nào ở uh, miền Nam ấy, nắng suốt ấy, thì dùng một tấm này các bác dùng cả ngày trả hết điện được. Cứ bóng 12 V, quạt 12 V các bác chơi nhé. Thì nó sẽ rất là bền. Đỡ được rất nhiều tiền điện luôn ấy. À, nhất là khi mất điện thì các bác cũng chỉ cần một tấm pin mặt trời này đây, với cái sạc với cả cái bình ắc quy với cả quạt. Đấy các bác sẽ sử dụng để uh, quạt uh, lúc mất điện thì nó nó, nó, nó thay thế uh, quạt lưới thì sẽ rất là mát cho các cháu đặc biệt là trẻ nhỏ đấy thì khi mất điện là rất là cần thiết à, cái này đầu tư rất là thiết yếu đó. không phải cái gì cả mà lãng phí bởi vì mình dùng thường xuyên đặc biệt là nhà mà có người già hoặc là trẻ em thì có thể chơi cái hệ đó rất là đẹp đây xeo pin này các bác nhìn Xeo à, pin này. đẹp từng cm luôn các bác đếm cho em cái 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 công nghệ nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Đấy 9 bước 3 anh em nhé 9 bước 3 Đấy còn chưa thèm tính hai cái dìa này hai cái dìa ngoài này Gọi là 9 bước 3 đi cho nó dễ Đấy, Xeo pin rất là đẹp luôn Đấy Với cái lô này thì uh, uh Mới 100% nhé Đây các bạn nhìn Bóc ra ở ba ra thì nó sẽ có tấm cứ một ở trong ba led là cứ một tấm có góc một tấm không một tấm có góc một tấm không bởi vì nó xếp chồng nhau Đấy. nhưng đây dỡ ra thì lúc bê lên bê xuống nó thế thôi bây giờ các bác nhìn về cái thông số kỹ thuật đây các bác nhìn này Đấy Pin này là pin Asia nhé Pin Asia Model của nó là mã mã model của nó là SS68M trừ 150. Đấy, mã tem mã vạch đầy đủ nha, pin cấp A luôn. Đấy. Công suất là 150W, điện áp làm việc là 18,24V. Đấy với cái điện áp này nhá, với cái điện áp này các bác dùng cho cái hệ 12V rất là đẹp. Đấy, đặc biệt là qua cái sạc PVKM vào xong ấy. À, điện áp hở mạch là 21,89V công suất làm việc là 8,23A, công suất danh định là 8,57A. Đấy, tấm pin này mắc của nó, maximum của nó là tận 15A các nhá, rất là cao. Pin đấy, class A này. À, class C này là tiêu chuẩn chống cháy nhá. Đấy. À, có kích thước là 1 mét 1 mét nhân với cả hơn 1 mét một tí thôi. 1 mét 04 nhân với cả 76,8 cm 76,8 cm và tầm pin này khá là nặng anh em 9,35 kg 9,35 kg Đấy. pin này đạt chứng chỉ ROHS ISO 9001 1400 Đấy. thì uh, các bác về các bác xác định cái đầu âm dương như sau đây các bác nhìn này ở cái 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 cái, cái uh rắc của tấm pin nó sẽ có một cái cực đầu này, rắc này gọi là rắc rắc đực. Rắc này gọi là rắc cái nhá. Thì các bác chỉ cần nhớ cho em cái viền màu đỏ này. Bất cứ cái tấm pin nào nó cũng có ký hiệu một cái viền màu đỏ này. Chính là cực dương. Tránh trường hợp các bác đi sai, đi sai dây xuống. Đấy các bác phải nhớ như vậy. Đấy. Tấm pin này khá là ok luôn, sử dụng cho hệ 12V rất là đẹp. Đấy. Thì À, với một cái uh, bộ sạc và một cái tấm pin này Thì bên em sẽ để cho các bác giá uh, rất là tuyệt vời và hữu nghị nhé uh, 1 triệu 350 nghìn Bao phí vận chuyển toàn quốc Bao gồm một tấm pin 150W Và một cái sạc ba 30 a Bao phí vận chuyển nhá, toàn quốc Đấy. 1 triệu 350 nghìn Bao phí vận chuyển toàn quốc Bác nào mà lấy hàng Thì các bác sẽ đặt cọc cho em 150 nghìn để khẳng định là các bác lấy hàng sau đó nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán nốt à, 1 triệu 2 Đấy. với chủ trương đúng như vậy thì các bác sẽ lấy hàng thôi các bác cứ lấy hàng đặt cọc tiền em trả lấy tiền của các bác làm gì cả bởi vì đặt cọc mà không gửi hàng cho các bác là em vi phạm pháp luật rồi cho nên là các bác cứ yên tâm em chỉ cần khẳng định các bác lấy hàng thôi còn các bác mà không đặt hàng các bác hủy hàng thì các bác chả vi phạm gì Đấy, nó dở ở chỗ này cho nên nó có cái tính chất ngược lại bác nào mà thích tấm 200 w đây thì tấm 200 w đây nhá đấy nếu bác nào lấy tấm 200 w thì ok lấy tấm 200 w đây bác nào thích tấm 100 w thì đây tấm 100 w đấy, 100 w nhá à, thích dạy báo giá bộ nào thì em sẽ báo giá cho các bác bộ đấy. đấy, đây là còn ít ấy đây <laughs> còn ít 170 w còn ít này nữa là hết 170 w bác nào nhanh tay thì bác nhặt đấy, bởi vì hàng bây giờ cũng, cũng khá là hiếm đấy với cái hệ này thì anh em dùng rất là nhiều à, đặc biệt là những bác mà có cái ắc uh, quy sẵn rồi đấy các bác cứ nên dùng nó đỡ được các bác rất nhiều điện đấy. trong khi đó là chưa nói đến những cái hệ lớn hơn lệ hệ lớn hơn thì các bác sẽ phải đầu tư nhiều nhưng mà nếu mà cái chơi ổn định và uh, tiết kiệm nhất thì cứ chơi hệ 12V là là ok nhất là tiết kiệm nhất và chi phí đầu tư thấp nhất Đấy, nhưng ngược lại thì uh, không thể nào mà sử dụng được cả một gia đình được bởi vì các bác chỉ sử dụng quạt với bóng điện bình thường thôi quạt bóng điện 12V Đấy, các bác lưu ý như vậy Đấy, các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo uh, cho em đã để trên màn hình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau